Xin chào mọi người, lại là Mỹ Uyên đây. Chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Nếu thấy video hay, hãy cho chúng tôi một like, share và subscribe. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Trong trận thắng giòn giã của U22 Việt Nam tại vòng chung kết bóng đá nam SEA Games 30, Đoàn Văn Hậu là cái tên tỏa sáng trong lòng đông đảo người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia trận đấu, anh đã xảy ra va chạm với cầu thủ Evan Dimas thuộc U22 Indonesia. Va chạm này khiến người được mệnh danh là Messi Indonesia gặp chấn thương sâu và buộc phải rời sân ở phút 24. Kết thúc trận đấu, các cầu thủ U22 Indonesia nhận huy chương bạc. Tuy nhiên, Evan Dimas thì phải ngồi trên xe lăn di chuyển đến nơi trao giải. Ngay khi biết tin về tình trạng thương tích của Evan Dimas, Đoàn Văn Hậu đã đến tận nơi ôm động viên và nói lời xin lỗi với đối phương. Evan Dimas cũng đã đồng ý tha thứ cho Đoàn Văn Hậu, nhưng điều đó dường như vẫn chưa đủ để các fan Indonesia buông tha cho ngôi sao trẻ người Việt Nam. Ngay ở khi trận đấu chưa kết thúc, đông đảo cổ động viên Indonesia không kịp được cảm xúc của mình, họ lao thẳng vào trang cá nhân của hậu vệ 20 tuổi phía Việt Nam và để lại hàng nghìn bình luận quá khích bằng tiếng Anh, tiếng Indonesia hay bằng tiếng Việt nhờ công cụ Google Translate. Cộng đồng mạng Indonesia tỏ ra bức xúc với Văn Hậu vì tình huống này và cho rằng cầu thủ của Việt Nam cố tình triệt hạ Dimas, một số bình luận được trang Bola ghi lại. Đó là một pha phạm lỗi ác ý, lẽ ra nên có một tấm thẻ phạt. Cầu thủ của Việt Nam xuất hiện từ đằng sau và va chạm mạnh khiến Dimas bị bất ngờ và chấn thương. Nên có thẻ phạt, thậm chí là một thẻ đỏ cho tình huống như vậy, phạm lỗi khiến đối thủ bị chấn thương và không có một án phạt nào ư. Thậm chí còn có một số cổ động viên của Indonesia không giữ được bình tĩnh và buông những lời lẽ nặng nề đối với hậu vệ của U22 Việt Nam. Các fan Việt Nam cũng không vừa khi liên tục vào Instagram hay Facebook của Đoàn Văn Hậu nhằm mục đích đấu khẩu với fan Indonesia và bảo vệ cầu thủ sinh năm 1999. Tài khoản Facebook có tên Chuna Putra từ Indonesia còn chia sẻ Instagram và Facebook của Đoàn Văn Hậu và kêu gọi thêm người vào quấy rối. Các cổ động viên Indonesia thậm chí đã gửi lời kết bạn với người dùng Facebook Việt Nam và sử dụng công cụ dịch ngôn ngữ tự động để nhắn tin cho người Việt Nam bằng tiếng Việt. Một số tài khoản quá khích còn đe dọa nếu người Việt Nam qua Indonesia. Truyền thông Indonesia đặc biệt chú ý đến tình tiết này. Tờ Bola.com, Bola Sport cùng hàng loạt tin tức khác đã có riêng bài viết về sự việc này. Tuy nhiên, không báo nào có thể tự hào về hành động xấu xí trên. Fan Indonesia ngay lập tức đã vào trang cá nhân của Văn Hậu nhằm vào bài viết mới nhất của anh ấy trên Instagram để lại những lời lẽ bày tỏ thái độ bức xúc. Số bình luận để lại đã lên tới con số hơn 48.000, số lượt người theo dõi trang của anh ấy cũng tăng lên 704.000, Bola.com chia sẻ. Thậm chí, Bola Sport còn phải cay đắng thừa nhận, những comment thật quá tục tĩu, chúng tôi không dám chụp lại cho các độc giả xem. Rõ ràng, tấn công tài khoản cá nhân của các cầu thủ trọng tài sau mỗi trận đấu là một hành động kém văn minh và đáng lên án. Việc làm trên chỉ để lại hình ảnh xấu trong mắt bạn bè quốc tế mà thôi. Tôi mong các fan dừng lại ngay việc buông những lời lẽ xấu dành cho Văn Hậu, một fan Indonesia viết trên mạng xã hội. Thế nhưng không phải fan hâm mộ nào cũng nhận thức được điều đó. Không những mãi mê công kích Văn Hậu, người Indonesia còn tìm sang trang cá nhân của cô nàng Nguyễn Hoàng Anh, bạn gái tuyển thủ Việt Nam để tiếp tục hành động mà họ gọi là đòi lại công bằng cho Evan Dimas. Ngoài việc bêu rếu Văn Hậu với Hoàng Anh, một số còn táo tợn đến mức trù ẻo không thương tiếc cho bộ đôi này. Thật đáng tiếc khi một cầu thủ tài năng, thông minh như Văn Hậu lại đối xử với đồng nghiệp như vậy. Cậu ta không xứng đáng nhận được sự tôn trọng vì đã hủy hoại sự nghiệp của Evan Dimas, một cổ động viên Indonesia bình luận ảnh của Hoàng Anh. Bạn trai của cô là một vận động viên tồi tệ. Chúc mừng, hy vọng hai người sẽ hạnh phúc dưới địa ngục. Đừng có lấy gã trẻ con thất học ấy. Fan Indonesia bình luận để rồi biểu cảm ngón tay thối. Nhẹ nhàng lắm cũng là bình luận dạng wow, cô thật xinh đẹp nhưng bạn trai của cô thì quá xấu tính. Những bình luận trên chỉ là một số ít trong hàng nghìn bình luận chửi rủa của fan Indonesia trên trang Instagram của Hoàng Anh. Fan Việt Nam thấy vậy liền vào bên Hoàng Anh, Văn Hậu vô tình tạo ra một cuộc chiến trên mạng xã hội. Nhiều người còn cho rằng đây là dịp hợp lý để fan lôi lại những trường hợp cầu thủ Việt Nam bị đối thủ Indonesia gây chấn thương nặng. Sau khoảng 4 ngày, màn đối đầu này cuối cùng cũng có dấu hiệu dịu lại. Thông tin Evan Dimas chỉ mất khoảng 3 tuần để hồi phục chấn thương được đăng tải rộng rãi được cho là lý do khiến người Indonesia tạm quên đi trận thua cay đắng trước Việt Nam. Nhưng nhìn chung, fan Indonesia đã sai khi lôi cả Hoàng Anh, người có thể nói là không liên quan vào cuộc chiến. Họ, cùng một bộ phận nhỏ của fan Việt Nam, đã làm xấu đi hình ảnh của cổ động viên khu vực Đông Nam Á trong mắt bạn bè quốc tế.
Văn Hậu và Hoàng Anh công khai tình cảm vào tháng 4 năm 2018 trong ngày sinh nhật của anh chàng. Chiếc bánh sinh nhật với dòng chữ Happy Birthday My Love và bó hoa hồng mà Hoàng Anh tặng cho hậu vệ sinh năm 1999 như lời khẳng định về chuyện tình cảm của hai người. Bạn gái của Văn Hậu là Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1999 và hiện đang là sinh viên của Đại học Lao động và Xã hội. Cô nàng được dân mạng nhận xét là xứng đôi vừa lứa với em út của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hoàng Anh sở hữu vẻ ngoài dễ thương cùng gu ăn mặc trẻ trung. Cô gái 9X cũng khiến người hâm mộ bất ngờ vì phong cách sang chảnh cùng tạo dáng chuẩn mẫu trong mọi khung hình. Từ sau khi công khai hẹn hò với Văn Hậu, trang cá nhân của Hoàng Anh có tới gần 84.000 người theo dõi. Những bài viết trên trang cá nhân của cô được lượng tương tác rất lớn từ người hâm mộ. Nhiều bài đăng của Hoàng Anh khiến các fan ghen tị khi Văn Hậu thường xuyên vào thả tim và bình luận. Trong một bức ảnh do chính hậu vệ câu lạc bộ Hà Nội chụp cho bạn gái anh hóm hỉnh trêu đùa, người chụp có tâm. Hoàng Anh được người hâm mộ đánh giá cao vì sự tinh tế khi cô hiếm khi công khai tình cảm với hậu vệ người Thái Bình trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, mối quan hệ thân thiết của Hoàng Anh với các nàng Wasp cầu thủ đội bóng Hà Nội cũng khiến các fan xuýt xoa. Quay trở lại, việc Đoàn Văn Hậu cùng bạn gái bị fan cuồng khủng bố trên mạng xã hội. Ngay bên dưới những bình luận chỉ trích Văn Hậu trên Instagram cá nhân của anh hay bạn gái, cư dân mạng Việt đều ra sức bảo vệ và đáp trả lại cư dân mạng Indonesia. Hai bên đã có khá nhiều màn đấu khẩu với nhau, song cả Văn Hậu và bạn gái đều giữ im lặng không lên tiếng. Nhiều người cho rằng đây là hành động đúng mực của cặp đôi, bởi nếu lên tiếng lúc này sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối hơn mà thôi. Đây không phải là lần đầu tiên trang cá nhân của các cầu thủ Việt Nam bị fan quá khích nước ngoài tấn công. Cũng tại trận chung kết AFF Cup năm 2018 diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh cũng bị các cổ động viên Malaysia tấn công trang cá nhân sau khi trận đấu kết thúc. Trước đó, anh là người có pha va chạm với đội trưởng Zawan Aha trong tình huống phạt góc ở phút thứ 10. Dân mạng Malaysia cho rằng nam hậu vệ đã đấm vào mặt của Zawan nhưng lại không hề bị thẻ đỏ. Thế nhưng, dù như thế nào thì đây là hành động không hề đẹp mắt chút nào. Và hành xử của người hâm mộ không chỉ thể hiện tinh thần thể thao mà đôi khi nó còn là bộ mặt của cả một quốc gia. Dù biết trải qua một khoảng thời gian thì cuộc chiến trên trang cá nhân của Đoàn Văn Hậu và bạn gái Hoàng Anh cũng sẽ lắng xuống. Thế nhưng những ấn tượng không đẹp về cổ động viên hai bên sẽ còn mãi. Vì vậy, là một cổ động viên có văn hóa, chúng ta cần phải dừng ngay thói quen, hành động xấu xí này. Còn các bạn khán giả của Mr. Zero thì suy nghĩ như thế nào? Theo bạn, liệu cách ứng xử của fan Indonesia có thể chấp nhận được hay không? Hãy chia sẻ ý kiến với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!